Rồi, chào các bạn nha. Chuyện là hôm nay nay mình phát hiện được mấy cái trứng rắn của mình đi đào đem về mình để đại, nhưng mà nó nở ra con nè các bạn. Mình bỏ đại nó mà bây giờ được cả tháng rồi, nó bắt đầu nở nè. Đã được con rắn hổ hổ hèo và một con rắn gáo, rắn lải các bạn. Mình thấy trứng nó sộp lên trên nè, mà không biết còn nở nữa không. Chắc này nó sắp nở rồi. Bây giờ mình bắt ra, mình bắt con rắn ra, mình thả ra ngoài cái lu mình nuôi để mình coi rồi nó nở được mấy con nè. Mình thấy là có con hổ người hổ hèo nè. Để bắt con này ra trước đi. Con nhỏ mà rất hung dữ nha các bạn. Mới nở đầu hồi tối nè. Đây, con hổ hèo nha. Gấu này cũng rất là dễ thương các bạn. Rắn này nó sọc sọc nó đẹp lắm, rắn con này rất là đẹp luôn các bạn. Nó nở mà nó còn rúng nữa nè các bạn. Đây là cái phần rúng nè, đây cái rúng nữa nè. Cái rúng thì nó nằm ở trong cái hậu, lỗ hậu môn đó các bạn, nó lòi ra. Khi nào nó khô thì nó sẽ rụng đi. Con này chưa khô rúng nữa đó. Bác bỏ qua đây. Lát mình thả ra cái chuồng kia. Cái lu kia. Đây có con gắn lại nữa nè các bạn. Gắn gáo. Đi hóc con nữa nè. Con này thì nó im lặng hơn cái con trắng hổ hèo nha các bạn, cũng còn rúng nữa nè. Thì con này thì nó nè, trông nó giống như con hổ ngựa hổ hèo vậy đó, nhưng mà nó màu nó lạc hơn cái những cái vệt nó hơi lạc hơn nè các bạn nè. Nở được có trứng này à. Đây nè, trứng này là của con gắn lải nè. Mà nở được trứng, mấy cái trứng này chắc nó chưa nở rồi các bạn, sao nó mốt hết trơn à. Thế nó bị hư rồi. Tại cái trứng nở là trứng còn nguyên nhưng mà chắc mấy trứng này nó hư hết rồi. Để coi cái con hổ hèo nó nở cái trứng nào mà nó không. Trời ơi, ba bỏ cái này à, đẹp. Ba bỏ cái này ấp ra đây này, còn cái trứng nó còn ấy mà cái con đó nó nở cái trứng nào vậy.
nó không thấy trứng hổ heo nó nở cái dê vỏ nào hết trơn vậy. Như là cái đùm này nè. Cái đùm này nè phải không? Không, cái đùm dưới đó. Nè, ở đây nè. Nè. Đây ra rồi nè. Ba trứng nè, ba trứng hổ hèo nè. Trứng mốt nó vẫn nở nha. Nè. Và đây còn hai trứng nè. Rồi mình cứ để đại mình lắp lại đi. Chừng nào nó nở thêm rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Cái này mình đem về nó cũng lâu rồi mà nó, mình tưởng nó bị hư trứng rồi nó không có nở. Ai ngờ là nó cũng nở luôn các bạn. Bỏ con rắn gáo vô. Các bạn quá đẹp. Đây mình để nuôi mấy con này trong đây nha các bạn. Có cái con hổ ngựa con nữa. Mình sẽ bắt cóc nhái con cho nó ăn nha. Cóc nhái nhỏ nhỏ này mình cho rắn hổ hèo nó ăn. Chứ còn rắn ráo. Rồi, bữa nào mình quay rảnh mình quay tiếp cho các bạn xem. Vậy thôi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha.